Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đồng Nai đã ghi nhận 3 ổ dịch chó dại tại ba huyện, Định Quán, Nhơn Trạch và Trảng Bom, tăng 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Hôm nay ngày 9 tháng 3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết diễn biến các ổ dịch rất phức tạp. Các chuyên gia cảnh báo năm nay, bệnh dại có thể bùng phát mạnh mẽ trên cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. cơ quan chức năng ghi nhận hai ổ dịch ở huyện Trảng Bom, một ở huyện Định Quán và một tại huyện Nhân Trạch. Tổng cộng gần 10 người bị chó dại cắn và đã được tiêm ngừa vaccine phòng dại. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không được lơ là chủ quan với bệnh dại. Đối với chó mèo nuôi trong nhà phải tiêm ngừa dại định kỳ hàng năm và phải dọ mõm khi dắt ra đường. Khi bị chó mèo cắn thì phải đi tiêm vaccine phòng dại và báo cáo chính quyền biết để xử lý. Trước đó, trong năm 2023, trên địa bàn ghi nhận đến 20 ổ dịch chó dại tại 7 huyện thành phố. Đáng chú ý, trong suốt thời gian dài từ tháng 12 năm 2022 trở về 10 năm trước, Đồng Nai không ghi nhận một ổ bệnh chó dại nào, nhưng sang năm 2023 thì bắt đầu bùng phát rất mạnh. Theo thống kê của Tri Cục chăn Nuôi và thú Y Đồng Nai, thì toàn tỉnh có gần 140.000 con chó được nuôi trong dân, trong đó thì 2 phần 3 tổng đàn là nuôi tại các vùng nông thôn. Trong năm 2023, thì Tri Cục chăn Nuôi và Thú Y tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tiêm ngừa dại trên diện rộng, qua đó tiêm được trên 100.000 con chó.